Vâng, em xin kính chào toàn thể các bác yêu lan trên cả nước nha. Hôm nay là em sẽ bán trâu trâu nụ nha. Trâu đang có nụ hoa nha các bác nha. Giò thứ nhất này, giò đầu tiên nha. Một cái giò trâu này. Đây là trâu rừng nha các bác nha. Có một thân, hai thân, ba thân, có ba thân cơ. Nó có một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa, ba thân này, thế này là ba bông hoa nha các bác nha. Một giò này ba bông hoa. Bán các bác hành số đầu tiên 500.000 cho ba thân trâu này này. Trâu này đang có nụ hoa nha các bác nha, đang có nụ hoa. Cho hành số đầu tiên nha, 500.000. Hành số tiếp theo cũng là trâu rừng này. Trâu này quá đẹp, trâu này cây thẳng đẹp. Đấy, lá của nó rất là to luôn. Hành số 2 nha, bán cho các bác giá là 550.000. 550.000 nha, một bông này, hai bông, ba bông. Có thấy có ba bông hoa thôi. Có một thân thì nó chưa tròi ra nhá, chưa sưng, chưa thấy có ba bông hoa. 550.000 cho hành số 2. Lên cho các một thân trâu khủng này, một giò trâu khủng này. Wow, cái giò này quá nhiều hoa luôn, rất là nhiều hoa luôn nha các bác nha. Có 1, 2, 3, 4, 5. Wow, cái thân này có 5 bông hoa liền luôn. Hành số 3 nha, bán cho các bác giá là 800.000. 800.000 cho một cây to khủng thế này. Đấy, bề rộng của nó to thế này các bác. Bác thấy chưa, em xòe tay ra thế này cơ. Gần bằng cái tay của em mà. Đấy, 1 này, 2 này. Wow, gần 60 rộng gần 60 nha các bác này. Bán cho các bác giá là hình số 3 tăng 800.000. Hình số tiếp theo, cây này thì bả lá to hơn này, bả lấy dày hơn này. Thấy chưa? 4 ngón tay luôn đấy. Cái này là 1 bông, 2 bông, 3 bông. Thân này có 3 bông thôi. Thấy có 3 cái nụ hoa thôi. Bán cho các bác giá là 800.000 nha, cũng là 800.000 nha. Đây, hai cái chậu đẹp thế này các bạn. Bác nào mua cả hai thì bán cho 1.500.000 thôi nhá. 1.500.000 cho hai cái thân này nha. Nếu mua cả hai nhá, còn mua một thì là 800.000 nhá. Cho hình số 4 nhá. Hình số tiếp theo này, đây là trần rồng đỏ này. Có 2, 4, 5. 5 thân tơ. Cây thẳng tưng này, bán cho các bác giá là hình số 5 150.000. 150.000 cho năm thân trồng trần rồng đỏ nhá. Trần rồng đỏ như thế này nha các bác nhá. 150.000. Cái này tiếp theo. Đây, hình số tiếp theo này, hình số 6 này cũng là trần rồng đỏ nhá. Bán cho các bác giá là 120.000 cho ba thân này này. 120.000 thôi. Hình số tiếp theo cũng là trâu rừng nhá. Có 1, 2, 3. Wow, thằng bé bé này nó có 3 bông hoa liền đấy. 5. 1, 2. Có 2. Wow, thằng này cũng có 2 bông hoa này. Tổng là 5 bông hoa ấy. Bán nó có mắt giá là 280.000 nhá. 280.000 cho hình số 7 nhá. 280.000 cho hình số 7. Hình số tiếp theo này, ba ngọn trâu này, ba ngọn trâu rừng như thế này. Bán nó có bán giá là 300.000. Ba ngọn 300.000 nha. Này thì nó chưa thấy mắt hoa. Chưa thấy sưng nha các bác nha. Cái chậu này thì chưa thấy sưng mắt nha. Bán nó có bán giá là 300.000 cho ba thân ba ngọn như thế này. 300.000 cho hình số 8 nha. Quá đẹp. Trâu này là hoa trắng tinh nha các bác nha, hoa trắng. Trâu rừng. Đen dâu đỏ nha. Lên cho các bác hình số 9 này. Đây là hoa đỏ. Hoa đỏ gọi là đen dâu đỏ. Bán cho các bác giá là 200.000 cho hình số 9 nha. 200.000. Này trâu trắng đây à? Trâu trắng này các bác này. Trâu trắng này, một giọt trâu trắng quá đỉnh luôn. Trâu trắng này bán hơi cao một tí nhá các bác nhá. Cây đẹp mà. Cây đẹp nó xinh mướt. Cây thẳng đẹp nha. Hai cây đẹp thế này, xếp dục như thế này.
Bán đang bắt giá là 650.000. Cho hành số 10 nha, 650.000. Nó có một bông, hai bông, ba bông, bốn bông. Wow, hai thân này nó có cả bốn bông hoa luôn. 650.000 nha, cho hành số 10. 650.000. Đây cũng là trâu trắng này các bạn này. Cây xế dục đẹp. Cây này nhìn chung là nó đẹp rồi, nó vừa xinh vừa thon gọn này, quá đẹp luôn. Nó cũng có 1 2 3. Có 3 bông hoa nha. Cũng bán cho các bác giá là 650.000, cho anh số 11. 650.000. 650.000 nha các bạn nha. Lại quay rồi. Cũng là trâu rừng này có 3 ngọn này, 3 ngọn quá đẹp luôn. Bán nó có bán giá là 400 nghìn nha, 400 nghìn cho anh số 11 nha. 400 nghìn cho anh số 11. Kiều vuông này, lấy cho bác một giỏ kiều vuông lục bát này, nhỏ này, thon gọn này. Cây thì cây ngắn ngắn thôi, tầm này thôi nha các bạn nha. Bán nó có bán giá là 250 nghìn cho anh số 12 này. Kiểu vuông lộc bát nha, kiểu vuông lộc bát thì các bác biết rồi, hoa nó trắng. Hoa nó trắng có cái thì hoa nó tím cơ, nhưng mà cái loại này là tôi nghĩ chắc là hoa trắng hồng vàng nhá các bác nhá. Nó đang lên mần này, đang lên mần này. Đấy, đang lên mần dưới góc rồi nha. Bán cho các bác giá là 250 nghìn cho hình số 12. Này một thế à. Hình số tiếp theo này cũng là kiểu vuông lộc bát nha, 250 nghìn nha, cho hình số 13. 250.000. 250.000 nhá, số 13 nhá. Anh số tiếp theo này cũng là kiều trắng nha. Cái này là hoa trắng tinh nhá các bác. Hoa trắng tinh nhá. Hoa nó trắng nhá, không có hồng vàng luôn nhá. 350.000 nhá, 350.000 cho cái giỏ này này. Cho anh số 13 nhá, 350.000 cho anh số 13. 350.000 nhá. Nó được 2, 4, 6, 8, 9. 9 thân có lá thôi. Toàn thân tơ, toàn thân có lá thôi nhá. Vẫn chưa ra hoa lần nào luôn. Về các bác kích hoa cho em là rất là ok luôn nhá. Cho hình số 13 nhá. 350.000. Hình số tiếp theo này cũng là kiểu trắng nha. 350.000. Cho hình số 14 này. Hình số tiếp theo cũng là hình số 14 nha. 350.000. Hình số tiếp theo này. Đây là đùi gà trắng nha, đùi gà này trắng nha, hoa trắng tinh nha. Bán nó có bắt giá là hình số 15. 550.000. 550.000 nha các bạn nha. Nó 2 này, 4 này, 5 6 sáu thân tơ đấy, được 6 thân tơ nhá. Cái mần này không tính nhá. Này hình như vẫn còn mát đấy, vẫn còn mát, vẫn còn cho hoa bình thường nhá các bác nhá. Hình số tiếp theo hình số 16 này, một giò tam bảo sắc này. Giò này thì nói chung là nó lá nó bình thường thôi. Lá nó hơi lướt tí nhá. Bán cho các bác giá là 250.000. 250.000 nha, cho cái giò này nha. Này thì nói chung là nó cũng không đẹp mấy nhá. Hình số tiếp theo này, một chậu này. Chậu này thì đẹp hơn này. Bán nó có bán giá là 150.000 cho hình số 17 này. 150.000 nha, cho hình số 17. Hình số 18 này. Đây là kim điệp giấy này. Bán cho có bán giá là 200.000 nha. 200.000 cho một chậu xinh xinh nha này. Chỗ này xinh đẹp mà. Hoa này bền đấy các bác ạ. Hoa này bền nhá. Hoa vàng. Được một tháng luôn đấy. Hoa rất là thơm nhá. Hoa này hoa thơm nhá các bác nha. Chậu tiếp theo cũng là kim điệp giấy này. Bán các bác giá là 200 nghìn. Thông gọn đẹp thế này cơ mà. Đấy. Quá đẹp nhá. Cũng là 200 nghìn luôn. Hình số tiếp theo này, hình số 19 này, đen rô đỏ này. Hoa này đang nụ nha, đang nụ hoa này.
Mất thấy chưa? Đang nụ hoa nha. 1, 2, 3. Đấy, mặt hoa của nó đây này. Mặt hoa nha. Mặt hoa đây nha các bạn nha. Mặt hoa đây nha. Đấy, hoa, bông hoa quá đẹp. Hoa tím đẹp. Đây, nó đang sưng mắt nha. Nó đang sưng nụ đây này. Đấy. Hình số 19 nha. Mà nó bắt ra là 200 nghìn nha. 200 nghìn. 200 nghìn cho cái chậu hình số 19 này. Hình số tiếp theo. Đây là trúc phận bà này. Mà nó phát giá là 300 nghìn cho hình số 20 nhá. 300 nghìn cho hình số 20. Đây là trúc phận bà này. Thân này thân to đấy. Đấy, thân to. Mà nó mới tuổi nó được ít thân thôi. Có 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn, 5 ngọn, 6 ngọn, 7 ngọn, 8 ngọn, 9 ngọn, 10 ngọn. Ủa, trông thế là được chục ngọn nhá. Chục ngọn nhá. Chậu này là em vừa mới đập vào trong chậu rồi nhá. Hình số tiếp theo đây là cũng là kiểu mớ gà này. Một dề kiểu mớ gà. Nhìn xinh đẹp. 350 nghìn. 350 nghìn nha. Cho hình số 21. Kiểu vuông này. Lên nó có mắc hình số 22 này. Một dò kiểu vuông này. Bắt đầu bắt giá là 450 nghìn nha. 450 nghìn cho hình số 22. 450 nghìn cho hình số 22. Hình số tiếp theo lên có một giò hàm quý này. Hàm quý này là em vừa nếp vào vừa đạp vào trong cái chậu này này. Bán đang bán giá là 600 nghìn nha. Cái giò này hơi to ấy. 600 nghìn. Đấy, ghép vùng quanh luôn, xung quanh cái chậu này luôn. 600 nghìn. Không cần chào.